xúc động hình ảnh bố chở con cùng chiếc xe đạp cũ lên thành phố nhập học. Mới đây, TikToker Jay đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người bố đang chở con trên đường đi nhập học. Điều khiến mọi người chú ý đó chính là chiếc xe đạp cũ kỹ mà người con đang cố giữ khi ngồi phía sau. Trên hành trình mới này, ngoài đồ đạc, sách vở hay tiền bạc, bố vẫn cố gắng đèo thêm chiếc xe đạp để con có phương tiện di chuyển lúc học ở thành phố. Cả xe máy và xe đạp của hai bố con đều đã cũ. Có thể người bố không dư dả về tiền bạc, nhưng chắc chắn tình yêu thương mà ông dành cho con chẳng gì có thể sánh bằng. Cuộc sống còn nhiều điều khó khăn, nhưng bố vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết sức trong khả năng bản thân để con đủ đầy trong thời gian sắp tới. Hình ảnh này khiến nhiều người nghẹn lòng, mọi người bày tỏ tình thương mà bố dành cho con không gì có thể sánh bằng. Chỉ cần nhìn qua hình ảnh này cũng đủ thấy bố yêu thương và đầu tư cho tương lai của con thế nào. Đồng thời câu chuyện của hai bố con cũng khiến mọi người nhớ lại câu chuyện trước kia của bản thân khi lên thành phố nhập học. Mong rằng bạn ấy sẽ lấy đây là nỗ lực cho những tháng ngày sinh viên sắp tới. Cha bạn ấy không chỉ chở bạn ý mà chở cả ước mơ trong tương lai, một ý kiến từ bạn đọc. Trong cuộc sống không ai yêu thương con nhiều bằng bố mẹ. Chính vì vậy mỗi người hãy luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục từ gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.